Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh Hàm Anh Đạt Vlog. Và giới thiệu với tất cả mọi người, đây là anh Hoàng và anh Mảnh, hai người anh của mình mọi người nhá. Hello, xin chào anh em nhá. Và ngày hôm nay thì anh em mình cùng tâm sự với tất cả mọi người một chút mọi người ạ. Là ba anh em mình đã cùng nhau sống và làm việc chung ở đất nước Đài Loan này được 2 năm mọi người ạ. Và cũng có rất nhiều kỷ niệm vui cũng có, mà buồn cũng có mọi người ạ. Và ngày mai một đấy thì anh Hoàng sẽ về Việt Nam mọi người nhá. Cũng là hơi buồn một chút, nhưng mà cùng chúc anh về Việt Nam, về với gia đình, gặp nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và gặp nhiều thành công trong cuộc sống anh nhá. Ok em nhá, thì cảm ơn em rất nhiều. Thì cũng mong muốn là anh em bên này thì có công việc làm ổn định và có sức khỏe để hoàn thành được cái công việc của mình. Rồi thì cũng mong muốn là mọi người vào chia sẻ, ủng hộ kênh của Hàm Anh Đạt để cho mọi người có thể biết thêm và hiểu rộng hơn về ẩm thực của Hàm Anh Đạt. Rồi ok, cảm ơn anh rất nhiều nhá. Và ngày hôm nay thì ba anh em mình sẽ cùng nhau làm một video kỷ niệm mọi người ạ. Anh Hoàng và anh Mảnh thì cũng đã có mặt trong video của mình rồi, đó là thử thách ăn dưa hấu mọi người nhá. Và ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng nhau làm món bạch tuộc hấp bia với xả ở xíu cay mọi người nhá. Đây bạch tuộc đây mọi người ạ. Xả đây và bia đây. Bia là đây, bia là bia Việt Nam mọi người nhá. Bia Sài Gòn Việt Nam mọi người ạ. Và video này thì sẽ được thực hiện ở dưới gầm cầu mọi người nhá. Đấy. Và ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng nấu bếp ga mọi người ạ. Củi ở đây thì anh em mình cũng đã lấy hết rồi, dư không có nữa. Thì giờ biết làm sao được. Và ok, mong mọi người chờ đợi và đón xem video mọi người nhá. Ok, bây giờ thì anh em mình sẽ chuẩn bị mọi người ạ. Bạch tuộc hấp xả với bia thì của anh em của mình đã chín rồi. Thì xin mời anh em cùng nhiệt tình thưởng thức với tất cả anh em của mình đây. Ok. Let's go à. Cảm ơn mọi người nhá. Và món bạch tuộc hấp xả ớt xíu cay của anh em mình thì cũng đã xong rồi mọi người ạ.
trong một khoảng thời gian chờ đợi cũng khá là lâu. Thì bây giờ thì anh em mình sẽ thưởng thức mọi người nhá. Và để cho mọi người biết được mùi vị của nó sẽ như thế nào khi được thực hiện ở dưới cung cầu. Ok, nhìn cũng rất ngon này. Ok anh em nhá, đây là chấm đi chấm tương chín xu. Anh em mình sẽ chấm tương mọi người nhá. Và cũng soạn sẵn 3 lon nước mọi người ạ. Anh em mình thì uống với nước thôi, không được uống với bia, vì bia thì hồi nữa anh em mình cũng sẽ đi xe nữa và cũng không an toàn mấy mọi người ạ. Giờ là bắt đầu nếm nhá. Nếm được này. Cắt đi. Anh em nào cắt mình đây. Đây mình cắt hết. Đây là cái rau này anh em nhá. Nhìn rất ngon mọi người ạ. Đây là cái rau. Đấy. Thật phê. Đây là cái này là gọi là cái rấu của nó. Và mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả anh em nhá. Để thử được không? Ngon mọi người ạ. Tuyệt vời. Ngon. Nó cũng khá là cay một chút mọi người ạ. Bỏ nhiều cay quá. Mân thử một miếng nữa. Nếu mà cảm thấy chưa cay thì anh em mình thử vẫn ăn. Đây. Rất ngon mọi người ạ. Và anh em mình cũng chuẩn bị sẵn 3 lon nước mọi người nhá. Nước gì đây này? Đi đã. Cái này. Được rồi, Đài Loan mình cũng không biết mấy mọi người ạ. Rồi, rồi, vô. Bỏ bia đi uống nước ngọt lắm người như thế. À, để mình ngon này. Được. Tiếp tục đây. Mời anh em ấy. Mời anh em. Ngon đây. Cái voi của nó ăn sật sật ngon lắm mọi người. Và cũng là lần đầu tiên được ăn ở dưới cung cầu này. Lần đầu tiên. Ở đây rất mát mọi người nhá. Đây là thử thách tiếp theo của Hà Minh Trần. Anh em nhá. Đó là cái đâu? Anh em nhá. Anh em có ăn mà. Siêu cay luôn đấy. Rồi. Nào. Tiếp tục em. Nhìn rất ngon mọi người ạ. Ăn cũng rất ngon. Không được, luôn không, không được. Ăn thịt trong là gia vị, không được là gia vị ra. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon. Đấy. Cái anh em ạ. Thật sự cái. Một video làm kỷ niệm có mặt của ba người anh em cùng quê ở Việt Nam mọi người ạ. Cùng Việt. Cùng Việt. Mai một này thì anh Hoàng cũng sẽ trở về Việt Nam giống như mình nói lúc đầu. Thì cũng có rất nhiều kỷ niệm buồn vui có. Sẽ rất nhớ mọi người nhá. Nhưng mà biết sao được anh ạ. Cuộc sống mà. Sống mà. Làm ăn bên trải biết bao nhiêu năm ở bên này thì phải về. Về sớm hay về muộn thì cũng thế thôi. Về thôi, về. Quan trọng là có nhiều sức khỏe, may mắn, thế là được rồi.
và anh em yêu quý ba anh em mình thì ủng hộ mọi người nhé. Cho ba anh em mình xin một like, một lượt comment, một lượt đăng ký kênh ủng hộ. Anh em mình sẽ rất là cảm ơn mọi người ạ. Anh em nhớ comment và vào kênh Hà mình đặt đăng ký để cho có thể tất cả mọi người có thể biết đến ẩm thực ở bên Đài Loan này. Rồi nhiều lúc là vẫn chưa thấy ai biết được cái ẩm thực bên Đài Loan là nó như thế nào. Còn rất nhiều món để anh em thưởng thức. Anh em ủng hộ mạnh tay thì anh em mình sẽ có động lực nhiều hơn để làm nhiều video hơn mọi người ạ. Đây, bạch tuộc đây. Wow, rất ngon. Tiếp tục đây. Rất to mọi người ạ. Đúng ly. Mời mọi người nhé. Cay quá. Và bây giờ thì anh em mình cũng đã ăn và thưởng thức. Nó rất ngon mọi người ạ. Ngồi đấy rất mát. Và món này cũng khá là làm dễ dàng thôi. Mọi người nên thử một lần để cho biết mùi vị của bạch tuộc, hấp, bia, xả ớt như thế nào mọi người nhá. Rất ngon. Rất ngon đấy. Phải bỏ nhiều cay vào nó mới thơm được anh em. Và bây giờ thì anh em mình sẽ khép lại video mọi người nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã cùng theo dõi video này. Và chúc cho tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Và xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người nhé. Chào anh em nhé. Nhớ ủng hộ kênh và like.